ông bầu Frank Warren tiết lộ vụ bị Mike Tyson đấm vỡ mạch máu trong mắt. Frank Warren hồi tưởng lại việc đáng quên với Mike Tyson cách đây 20 năm. Vào đầu năm 2000, Mike Tyson, biểu tượng hạng nặng quyền Anh bấy giờ, đã đặt chân đến Vương quốc Anh cho hai trận đấu mà Frank Warren đứng ra tổ chức. Trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 29 tháng 1, kết thúc suôn sẻ với chiến thắng knockout của Tyson trước Julius Francis. Tuy vậy, đến trận đấu thứ hai, mọi thứ trở nên rối loạn vì Mike Thép không thể kiểm soát cơn điên của bản thân. Chia sẻ với Postcard Watch Chris, Warren hồi tưởng lại sự việc kinh hoàng cách đây 20 năm. Trước hết, sự việc xảy ra là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên bắt tay làm ăn với Tyson, song tôi đã làm như vậy. Ở lần đầu tiên cậu ấy đến, không có vấn đề gì, cậu ấy rất tuyệt. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cậu ấy bước vào một tiệm kim hoàn và ra đi với một hóa đơn. Tôi không nhớ chính xác số tiền, 1,5 hay 2 triệu bảng gì đấy. Tuy vậy, phía Tyson chưa hề thanh toán hóa đơn, phía tiệm kim hoàn muốn được trả tiền và họ liên tục gọi cho tôi. Tôi liên hệ với đội ngũ của Mike Tyson, họ nói tôi đừng lo lắng, chúng ta còn một trận đấu nữa ở đây và dùng khoản phí này để thanh toán hóa đơn. Khi Tyson trở lại lần thứ hai, cậu ấy trông thật kinh khủng, vượt quá mức tưởng tượng, vừa nóng nảy, hung hăng, một kịch bản hoàn toàn khác. Hóa đơn tiệm kim hoàn vẫn chưa được thanh toán và cậu ấy lại vào đó. Lý do là bởi có một nhân viên nữ tại đó và cậu ấy muốn khoe mẽ ở lần đầu gặp. Với hóa đơn cực lớn, Tyson nổi điên khi phía tiệm đòi thư kiện. Lúc đó tôi không hề hay biết việc này. Tôi nhận được cuộc gọi bảo rằng Mike Tyson đang không vui trong người. Tôi đi đến khách sạn gặp cậu ấy. Cậu ấy tóm lấy tôi, khung cảnh náo loạn, có rất nhiều người trong phòng. Tôi dính một cú chip shot, tôi đứng dậy hỗn loạn, mọi thứ quay cuồng trong phòng. Luật sư ở Showtime muốn gọi cảnh sát, tôi ngăn lại, không không không, tôi không muốn làm vậy, tôi sẽ sắp xếp, đừng lo lắng. Báo chí giật tít tôi bị gãy xương hàm, gãy xương sườn, tất cả đều là nhảm nhí, tôi không bị gãy gì cả. Mắt tôi bị vỡ mạch máu, mắt đỏ hoe. Sau trận đấu với Los Savares, Tyson trở nên điên cuồng và phía cảnh sát đã đuổi cậu ấy khỏi thị trấn. Cậu ấy đến thẳng sân bay Gatwick và bọn họ rời khỏi Anh Quốc. Ông bầu Warren trải lòng. Hiện tại Tyson đang chuẩn bị cho màn tái xuất, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới đây với đối thủ là Roy Jones. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Ông bầu đưa cuộc đời Mike Tyson xuống vực thẳm vẫn khẳng định Mike yêu quý tôi. Nổi tiếng là ông bầu bòn tiền võ sĩ và đẩy nhiều ngôi sao đến bờ vực phá sản. Tuy nhiên Don King vẫn thản nhiên cho rằng Mike Tyson vẫn yêu quý ông. Vào năm 1998, Mike Tyson đâm đơn kiện Don King, bắt đền bù 100 triệu đô do Don King đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền hợp đồng thượng đài của Mike Tyson trong suốt một thập kỷ. Đặc biệt, Don King bị cho là đặc biệt trục lợi trong và sau khoảng thời gian Tyson dính nghi án hiếp dâm phải ngồi tù. Dù vụ kiện này đã chấm dứt vào năm 2004, Mike Thép vẫn không tha thứ cho Don King. Tyson sẵn sàng xả ông bầu cũ bất cứ lúc nào được hỏi. Mike Tyson từng gọi Don King là kẻ hai lòng. George Foreman và Muhammad Ali cũng không tỏ ra tôn trọng gì Don King. Don King thậm chí bị liệt vào danh sách promoter tai tiếng nhất làng boxing thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi trận đấu giao hữu giữa Mike Tyson và Roy Jones sắp tới, Don King đã khẳng định Mike Tyson vẫn yêu quý ông. Mới đây, Don King cho biết ông đang có ý định sẽ mời cả hai huyền thoại Roy Jones và Mike Tyson đến xem một trận đấu do ông sắp xếp và khẳng định rằng việc Mike Tyson ghét ông chỉ là bịa đặt. Don King cho biết, Mike Tyson đến gặp tôi và nói rằng, đơn này, bất cứ khi nào tôi nói về sự thật với ông, họ sẽ chẳng cho tôi thứ gì cả. Nhưng nếu tôi nói dối với ông, tôi sẽ được trả tiền. Và lúc đó tôi thường nói với Mike rằng, cứ lấy tiền đi, bất cứ khi nào cần thì cứ lấy tiền thôi. Tôi chưa bao giờ nói xấu về Mike, nhưng Mike thì chửi bới tôi lâu rồi. Ông bầu tai tiếng này nói thêm, tôi đã để cho cậu ta tồn tại. Ừ thì tôi có Roy Jones. Roy rời trường huấn luyện khỏi cha. Cha của Roy đã làm mọi thứ để Roy Jones thành công như thế, và bạn không thể quên ơn cha mình được. Các bạn cũng biết là Roy Jones đã có một vài cú trượt ngã vào lúc nào đó. Bạn biết rằng bạn không bao giờ được quên ơn cả. Chẳng biết Don King và Mike Tyson có thực sự yêu quý nhau hay không, nhưng vào năm 2018, khi cô bước đến để bắt tay với Mike Tyson, Don King đã bị người võ sĩ cũ hất nước vào mặt.
Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Mike Tyson đấu Roy Jones, kịch bản nào sẽ diễn ra? Khán giả có lẽ đang rất tò mò liệu kịch bản nào sẽ diễn ra trong cuộc đụng độ sắp tới giữa Mike Tyson và Roy Jones, hai huyền thoại của làng quyền Anh. Cuối năm nay vào ngày 28 tháng 11, Mike Tyson 50 trận thắng 6 trận thua và Roy Jones 66 trận thắng 9 trận thua sẽ trở lại sàn đấu với một trận đấu hạng nặng. Trận đấu sẽ diễn ra trong 8 hiệp tại Dynasty Hurst Sports Park ở thành phố Carson, California. Mặc dù là một trận đấu có tính chất biểu diễn, sự trở lại của những cái tên huyền thoại như Mike Tyson và Roy Jones cũng khiến khán giả hoài cổ phấn khích. Thời còn phong độ, tay đấm thép Mike Tyson nổi tiếng là ông vua của những cú knockout bùng nổ, trong khi Roy Jones có tốc độ ra đòn như vũ bão. Bởi thế khán giả có lẽ đang rất tò mò liệu kịch bản nào sẽ diễn ra trong cuộc đụng độ sắp tới giữa hai huyền thoại quyền Anh. Mặc dù tôi biết các bạn sẽ rất mong chờ một trận đấu kịch liệt, nhưng chúng ta nên nhớ rằng cả Mike Tyson và Roy Jones đều quyết định treo găng khi họ biết họ không còn ở đỉnh cao nữa. Cựu vô địch hạng Cruiserweight Johnny Nelson khẳng định: "Bạn có biết sau cái clip tập luyện hùng hục mà Mike Tyson đăng tải, anh ấy đã phải nghỉ ngơi đến một tuần. Đúng, đỉnh cao của họ đã trôi qua rồi và sức khỏe của họ cũng không thể đáp ứng một kỳ tập huấn dài đằng đẵng. Chưa kể khi đã là một người đàn ông lớn tuổi, khát vọng chiến thắng của họ không còn bùng nổ nữa. Họ không còn ngây ngô đâm đầu lăn xả vào một đợt tập huấn đổi đòn nữa. Tôi dự đoán rằng đây vẫn là một trận đấu đáng xem, nhưng tốt nhất khán giả không nên kỳ vọng quá cao ở trận đấu của hai lão làng. Họ đều lớn tuổi rồi." Johnny Nelson cũng cho rằng nếu như Roy Jones còn có thể cho khán giả thấy chút bóng dáng ngày xưa, thì Mike Tyson có lẽ có một phong cách tượng đài khác hơn nhiều so với Mike Tyson của những năm 80-90. Mike từng nói khi anh ấy nhìn lại sự nghiệp, anh ấy không còn là người đàn ông nguy hiểm nhất hành tinh nữa. Mike đã phân tích được điểm mạnh, điểm yếu của mình, đã biết được vấn đề của anh ấy nằm ở đâu. Người đàn ông nguy hiểm nhất hành tinh vẫn luôn trong máu của Mike, nhưng anh ấy sẽ không trở thành cái bóng của quá khứ nữa. Tôi tin rằng Mike sẽ ra trận với một tâm thái ôn hòa hơn và cũng khôn ngoan hơn. Những trải nghiệm khiến anh ấy thông thái hơn. Bên sau ánh đèn, Mike là một người cực kỳ thông minh và uyên bác, tin tôi đi. Nếu các bạn lên YouTube, các bạn có thể nghe thấy những cuộc nói chuyện của Mike về triết học, chính trị, tôn giáo, chiến tranh. Đừng coi thường lý trí và toan tính của Mike Tyson, vì anh ấy rất khôn khéo hơn những gì bạn tưởng. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.